tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin đặc phái viên Trung Quốc đang cố thuyết phục châu Âu công nhận lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng là của Nga. Kiev ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ ý định này. Cũng tại châu Âu, bạo lực tiếp tục leo thang ở phía bắc của Kosovo. Nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế. Biến đổi khí hậu đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với châu Phi. mới đây đặc phái viên của chính phủ trung quốc ông lý huy được cho là đã cố gắng thuyết phục các quan chức châu âu kêu gọi ngừng bắn ở ukraine đồng thời công nhận các vùng lãnh thổ ukraine bị chiếm đóng là thuộc về nga tờ wall street journal dẫn một số nguồn thạo tin ở phương tây nói về các cuộc đàm phán của ông lý huy tại châu âu theo đó ông lý huy được cử đi để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của bắc kinh đối với ukraine và mang một thông điệp rõ ràng đó là các đồng minh của Mỹ ở châu Âu nên thúc giục lệnh ngừng bắn ngay lập tức và để nga sở hữu các phần lãnh thổ đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi về thông tin do Wall Street Journal đưa. Các quan chức phương Tây cho biết trong chuyến thăm các thủ đô Kiev, Warsaw, Berlin, Paris và Bruxelles vừa qua ông Lý Huy đã kêu gọi châu Âu xem Trung Quốc là một giải pháp kinh tế thay thế cho Mỹ và châu Âu cũng nên hành động nhanh chóng để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi nó lan rộng hơn. Trong ngày 26 tháng 5, ông Lý Huy được cho là đã đến Moscow. Cũng theo các quan chức này, hiện vẫn còn quá sớm để bác bỏ những nỗ lực của Bắc Kinh. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là liệu Trung Quốc có đang hành động như một nhà kiến tạo hòa bình thực sự hay không? vì nước này có mối quan hệ mật thiết với Moscow. Các quan chức phương Tây nói rằng họ không nghĩ hòa bình ở Ukraine sẽ được lặp lại cho đến khi quân đội Nga rút lui. Wall Street Journal cho hay các quan chức phương Tây đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Trung Quốc vì đóng băng xung đột, đồng nghĩa là các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một nhà ngoại giao hội đàm với ông Lý Huy cho biết, Chúng tôi đã giải thích rằng Việc đóng băng xung đột không đem lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế trừ khi Nga rút quân. Theo nhà ngoại giao này, ông Lý Huy cũng cho rằng không thể chia rẽ châu Âu khỏi Mỹ và châu Âu sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine. Một nhà ngoại giao khác nói thêm, họ đang thử thách sự thống nhất của phương Tây và đang cố chủ động làm điều đó. Một người đối thoại của Wall Street Journal nhận định rằng lợi ích chính của Trung Quốc trong vấn đề này là đảm bảo Nga không thua cuộc và Moscow cũng phải kiềm chế sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc tới Kiev từ ngày 16 đến 17 tháng 5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nêu rõ rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất hòa bình nào liên quan đến đóng băng xung đột hoặc nhượng lãnh thổ. sau khi wall street journal đưa tin đặc phái viên đặc biệt của trung quốc về vấn đề á âu ông lý huy đang cố gắng thuyết phục châu âu công nhận thực trạng mới của các vùng lãnh thổ do nga kiểm soát ở ukraine kiev đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ trong một bài đăng trên Twitter, ông Mikhailo Podolia, cố vấn Tổng thống Ukraine, nêu rõ bất kỳ kịch bản thỏa hiệp nào dự đoán Ukraine sẽ không thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ đều đang được lan truyền trong giới tình hoa châu Âu và Mỹ, chẳng khác nào thừa nhận sự thất bại của nền dân chủ, công nhận chiến thắng của Nga và Tổng thống Putin. Ông Podolyak nhấn mạnh một thỏa hiệp như vậy sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc xung đột trên toàn cầu và đó cũng là kỳ vọng Nga đang ấp ủ. Hiện Nga và Trung Quốc chưa có bình luận về vụ việc. Trong khi đó, mới đây, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp tục có những bình luận về triển vọng đàm phán giữa Moscow và Kiev. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu gần đây của ông Medvedev cho biết, bất kỳ cuộc xung đột nào cũng kết thúc bằng đàm phán. Tuy nhiên, chừng nào chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn nắm quyền, việc hai nước ngồi lại đối thoại là điều không thể xảy ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, khi bình luận về kế hoạch hòa bình do so Trung Quốc và các nước trên thế giới đưa ra cho xung đột ở Ukraine, ông Medvedev nói, tất cả các đề xuất này cần được xem xét. hôm 26 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine không thể kết thúc bằng cách đóng bằng xung đột. Tại Tallinn, ông Scholz đã cùng với các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia và Litva thống nhất quan điểm tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tháng 7 tại thủ đô Vilnius của Litva. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, lãnh đạo của các nước Baltic đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine và thúc đẩy các thành viên của liên minh quân sự tăng chi tiêu quốc phòng. Thủ tướng Litva Ingrida Simaitė nói rằng: "Chúng ta phải đưa ra quyết định ở Vilnius để tăng cường năng lực phòng không trong khu vực". Ông Sean cho biết tình hình các quốc gia ở vùng Baltic vốn là sườn phía đông của NATO vẫn đang căng thẳng. Ông khẳng định, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng cm lãnh thổ của NATO trước một cuộc tấn công. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thông qua hàng nghìn trang kế hoạch quân sự bí mật lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh. Động thái này cho thấy sự thay đổi từ NATO. Trước đây, NATO đã không vạch ra kế hoạch phòng thủ quy mô lớn khi tham gia các cuộc chiến ở Afghanistan hay Iraq, Thế nhưng trước cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau 1945 đang hoành hành ở Ukraine, ngay biên giới NATO, Liên minh quân sự dường như phải chuẩn bị một kế hoạch lớn để đối phó với xung đột có thể xảy ra với Moscow. Anh, Pháp, Italy, Đức và Mỹ mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc Kosovo cưỡng chế chính quyền tại một số vùng ly khai ở phía bắc Kosovo trong bối cảnh bạo lực một lần nữa bùng phát tại khu vực này. Tuyên bố chung của các nước được đăng trên trang web của chính phủ Anh, đồng thời nêu rõ: Chúng tôi kêu gọi chính quyền Kosovo lùi bước và giảm leo thang tình hình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phái bộ pháp quyền của Liên minh châu Âu ở Kosovo và lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO đứng đầu ở Kosovo. Anh, Pháp, Italy, Đức và Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại trước động thái của Serbia về việc đặt quân đội nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại biên giới với Kosovo. Các nước kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, tránh những tuyên bố gây kích động. Tổng thống Serbia Alexander Vučić đã quyết định điều quân đến sát Kosovo sau cuộc đụng độ của cảnh sát và người biểu tình đụng độ tại thị trấn Jevkan ở Kosovo, khiến bốn người bị thương. Một đám đông đã tụ tập trước tòa nhà chính quyền để cố ngăn thị trưởng người Albani mới đắc cử vào văn phòng. Theo truyền thông, một số phương tiện của lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu ở Kosovo được nhìn thấy ở trung tâm thị trấn. Trước đó, cộng đồng người Zagbi ở bốn đô thị phía bắc Kosovo, gồm thị trấn Jakan, đã tẩy chay cuộc bầu cử địa phương sau khi yêu cầu của họ về việc gia tăng quyền tự trị cho họ không được chính quyền Kosovo đáp ứng người Zagbi cho biết họ không làm việc với các thị trường mới, đều thuộc các đảng người Albani. Kosovo tuyên bố tách khỏi Zagbi vào năm 2008, nhưng chính quyền Belgrade không công nhận. Hiện nay, khoảng 120.000 người Zagbi đang sinh sống ở Kosovo, tập trung nhiều ở miền Bắc. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Sisato và Tổng thống Cộng hòa Serbajka Milorad Dodik là hai trong số các diễn giả tham gia cuộc meeting Zagbi của hy vọng. Buổi tuần hành này diễn ra ở Zagbi và thu hút nhiều người tham gia đến từ khắp Zagbi và các nước láng giềng như Bosnia và Bắc Macedonia. Ông Sisato nói: "Cả hai nước chúng ta đều đang đối mặt với những thách thức sống nhau và các cuộc tấn công không thương tiếc từ dòng chảy tự do quốc tế." người Hungary và người Serbia đang đứng lên vì chính mình và lợi ích quốc gia. Và chúng ta có khả năng làm được điều đó vì có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Cùng với đó, ông Dodik, một người theo chủ nghĩa dân tộc Sakbi và duy trì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin, đã ca ngợi Tổng thống Alexander Vucic của Sakbi và nước Nga. Theo Reuters, hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô Belgrade để ủng hộ Tổng thống Vucic trong một cuộc meeting nhằm phô trương quyền lực sau làn sóng biểu tình lớn chống chính phủ do hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng. Biến đổi khí hậu khiến lục địa châu Phi phải đối mặt với nhiều thách thức như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao, lượng mưa thay đổi và thảm họa hạn hán đang đến gần. Thời tiết khắc nghiệt tác động nghiêm trọng nhất đến sức khỏe con người, sự an toàn, an ninh lương thực và nguồn nước cũng như sự phát triển kinh tế và xã hội ở châu Phi, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi Varos đã tiết lộ rằng một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu ở châu Phi là cản trở thành công của chương trình nghị sự 2063 về phát triển bền vững. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nền kinh tế châu Phi phải chịu gánh nặng lớn để đối phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Cũng theo nghiên cứu này, châu Phi đóng góp vào lượng phát thải khí nhà kính tối thiểu nhưng phải chịu hầu hết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Khu vực châu Phi tạo ra 7,6% khí nhà kính trên toàn thế giới và tỷ lệ của lục địa này giảm xuống chỉ còn 3% nếu loại trừ Nam Phi. Quốc gia được xem là nước công nghiệp hóa hàng đầu trong khu vực và tạo ra nhiều khí thải nhà kính nhất.